khám phá Wonder Resort, khoảng trời Tây giữa lòng Đà Lạt. Ngay khi vừa đặt chân đến đây, du khách sẽ ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng cùng những căn biệt thự theo lối kiến trúc châu Âu hiện đại. Từ vị trí của khu nghỉ dưỡng, bạn có thể dễ dàng đi khám phá các địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố ngàn hoa. Resort Đà Lạt Wonder nổi bật là khu nghỉ dưỡng với những căn nhà mái chéo cùng cảnh quan thơ mộng. Khu nghỉ dưỡng có 19 căn villa và khách sạn 45 phòng nghỉ, phù hợp với nhiều lựa chọn. Được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại của Pháp, mang đến vẻ đẹp tinh tế và tỉ mỉ trong từng đường nét. Căn phòng đầu tiên chính là villa 4 ngủ hướng hồ, nằm trong khu biệt thự của khu nghỉ dưỡng Đà Lạt Wonder Resort. Được thiết kế với tôn màu trắng thanh lịch, mái ngói xanh tao nhã, cùng lối kiến trúc của làng quê châu Âu. Diện tích của biệt thự tương đối lớn với 4 phòng ngủ rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ dưỡng của nhóm khách từ 8 đến 10 người. Căn biệt thự thứ hai, villa 6 ngủ. Đối với loại biệt thự này, bạn có thể tùy chọn villa hướng vườn hoặc hướng hồ để nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Không gian bên trong hiện đại, có đầy đủ tiện nghi đã được trang bị sẵn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhóm bạn từ 12 đến 18 người. Villa 8 phòng ngủ của Đà Lạt Wonder Resort có view nhìn về phía hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Bên trong biệt thự thiết kế sang trọng, cao cấp nhưng không kém phần hiện đại. Nội thất được bố trí đầy đủ từ không gian sinh hoạt chung tại phòng khách đến nhà bếp, phòng ngủ. Villa 11 phòng ngủ có diện tích lớn nhất, dành cho nhóm khách từ 13 đến 15 người. Thiết kế của biệt thự có 3 tầng và 1 tầng gác mái theo phong cách của châu Âu. Nếu đứng ở tầng áp mái của biệt thự, du khách có thể nhìn bao quát toàn cảnh hồ Tuyền Lâm và rừng thông cùng dãy núi phía xa. Đối với khách sạn của Đà Lạt Wonder Resort, bao gồm hệ thống phòng đa dạng. Căn phòng đầu tiên, phòng Superior hướng vườn. Đây là hạng phòng tiêu chuẩn nhất với diện tích 25m2. Với những bạn trẻ muốn tiết kiệm chi phí thì đây là căn phòng vừa vặn với bạn. Phòng được lát sàn gỗ và nhiều đồ nội thất cũng đều làm bằng gỗ cao cấp. Căn phòng thứ hai là phòng Deluxe hướng vườn hoặc hướng hồ. Điểm nhấn bên trong căn phòng này đó chính là các bức tranh phong cảnh mùa thu vàng đượm. Du khách sẽ được nghỉ ngơi trong một không gian lãng mạn và vô cùng cổ điển. Phòng Premier Deluxe được xem là thế giới riêng dành cho các cặp đôi khi đến resort. Trong phòng, ngoài có những tiện nghi đạt tiêu chuẩn 4 sao thì còn có một tầm nhìn tuyệt đẹp về phía hồ Tuyền Lâm. Đà Lạt Wonder Family hướng hồ có diện tích lớn hơn, đầy đủ tiện nghi cho các gia đình hoặc nhóm bạn từ 3 đến 4 người lưu trú. Ngoài được trang bị đủ tiện nghi thì căn phòng có nhiều cửa sổ nhỏ để du khách nhìn về phía hồ Tuyền Lâm xinh đẹp. Dịch vụ của Đà Lạt Wonder Resort đa dạng từ ẩm thực, giải trí đến làm đẹp để du khách có thể trải nghiệm. Đầu tiên trong chuỗi tiện ích của khu nghỉ dưỡng phải kể đến ẩm thực. Nhà hàng La Font của resort có không gian sang trọng, ấm cúng và view nhìn về phía hồ Tuyền Lâm. Du khách sẽ được thưởng thức bữa ăn lãng mạn bên cạnh mặt hồ hoặc có thể sử dụng dịch vụ ăn sáng tại phòng theo yêu cầu. Ngoài thưởng thức tiệc tại nhà hàng, du khách còn có thể tổ chức tiệc nướng tại khu vực BBQ. Khi màn đêm buông xuống, khách hàng có thể đến lunch and bar của khách sạn để thư giãn với thiết kế sang trọng, tinh tế cùng vòm kính trong suốt bao bọc xung quanh. La Santé Spa sẽ là nơi để du khách tận hưởng những giây phút thư giãn và thoải mái nhất. Những liệu pháp chuyên nghiệp để trị liệu, chăm sóc da mặt, thư giãn toàn thân và chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Phòng gym của Đà Lạt Wonder Resort cũng được trang bị sẵn với các thiết bị hiện đại nhất. Hồ bơi vô cực của Đà Lạt Wonder Resort nằm trên tầng thượng của khu khách sạn. Du khách có thể ngâm mình trong làn nước mát và nhìn ngắm khung cảnh có rừng thông, núi đồi và hồ nước thơ mộng ở phía trước. Những vị khách đam mê với bộ môn golf thượng lưu có thể đến khu sân tập của khu nghỉ dưỡng để luyện tập. Ngoài các dịch vụ cao cấp, tiện nghi đa dạng ra, thì Đà Lạt Wonder Resort còn có một khu vui chơi với các hoạt động hấp dẫn để du khách trải nghiệm thử như lâu đài băng giá, lâu đài ma quái, vườn thú Wonderland Đà Lạt Wonder hay các hoạt động ngoài trời hấp dẫn như thượng ngoạn trên du thuyền, cưỡi ngựa, đua xe địa hình. Bạn nghĩ như thế nào về khu nghỉ dưỡng Đà Lạt Wonder Resort này? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận của video nhé! Tico Travel sẽ mang đến cho du khách nhiều video hấp dẫn hơn về các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở xứ sở ngàn hoa. Hãy bấm like và subscribe để có thể xem được những video mới trong thời gian sớm nhất nhé!